Hello, xin chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh Rosidi TV. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành và ủng hộ cho kênh Rosidi TV của mình nha. Đây là bản tin buồn về cuộc sống nước Mỹ trước đà suy thoái kinh tế và khủng hoảng toàn cầu. Kinh tế đi xuống và dân Mỹ có khóc ròng và bầu trời có ảm đạm không quý vị? Hôm nay trời bầu trời rất là ảm đạm luôn. Vì cuối năm cũng có nhiều tin tức không có được vui cho lắm. Thị trường chứng khoán, kinh tế, chỉ số rất là xuống, cũng là thấp luôn. Và nói chung là đi chợ thì dân Mỹ cũng khóc ròng vì giá đồ ăn tăng ơi là tăng luôn. Ngay cả giá xăng cũng tăng nữa. Chứ bây giờ mà giá xăng mà tăng như cái thời điểm hiện nay, có nhiều tiểu bang của tiểu bang California, giá xăng đó đã lên tới gần 5 đồng một gallon rồi đó. Là giá tăng như vậy là rất là cao luôn. Bình giá năm vừa rồi là 2 đồng mấy một gallon, bây giờ là tăng 5 đồng mấy, là có nghĩa là tăng gấp đôi luôn đó quý vị. Và đi chợ thì những cái món hàng như là gạo có nguồn gốc là gạo là có nguồn gốc nhập từ những nước Á Châu đó, như là Việt Nam hay Trung Quốc đó, thì cái giá hàng hóa nó cũng tăng. Nó tăng vì sao? Vì ảnh hưởng đại dịch COVID-19 đó quý vị. Nhiều hãng xưởng đóng cửa và nhân công thì cũng trả giá rất là cao, người ta mới dám đi làm. Vì sao vậy? Vì đại dịch COVID-19 mà không ai dám bán mạng đi làm như ngày xưa nữa. Cũng có thể là vì đồng tiền, nhưng mà sức khỏe thì quan trọng hơn. Cái việc làm cái nhân công ở Mỹ cũng vậy. Nhiều cái nhà hàng mở cửa nhưng mà không mướn được người đi làm, vì tới giờ người ta cũng còn rất là ngại đi làm. Một phần là vậy, một phần là nếu những gia đình có con nhỏ như gia đình của mình thì cũng không thể đi làm mà full time hai người đi làm hết như trước xảy ra đại dịch được. Bình thường thì mình đi làm, hai người đều đi làm và gửi con đi làm có cũng dễ dàng. Còn cái đại dịch COVID-19 này cũng rất là hiếm người mà nhận con trẻ em, giữ trẻ em cho mình, vì có nhiều cái vấn đề gọi là tế nhị đó quý vị. Không ai dám nhận giữ con cho mình nữa. Vì vậy những gia đình mà có con nhỏ thì có thể là nhận được trợ cấp. Và vì có con nhỏ không đi làm được và có thể nhận được trợ cấp thất nghiệp và người ta cũng ở nhà. Và chỉ được một phần nào đó thôi, nhưng cũng cũng không thể đi làm được. Vì vậy cái nhân công rất là khó khăn luôn. Ngay cả quý vị đi ăn cái tiệm fast food ở Mỹ cũng vậy. Thông thường thì lúc mà mình order đồ ăn ra rất là nhanh, bây giờ ra rất là chậm luôn. Vì người đi làm không có người đi làm luôn đó quý vị. Có khi là bình thường là 10 người người nhân viên phục vụ cho cái quán fast food đó. Vậy mà một lần mình đi vô cái quán Taco Bell fast food đó, chỉ có 3 nhân viên thôi, mà 3 nhân viên đó là nhân viên mới nữa, phải training nữa. Ở vậy thành ra nó rất là chậm luôn. Ngay cả đi nhiều chỗ, rất nhiều nhà hàng tới giờ vẫn chưa mở cửa lại được, vì không có thuê nhân viên được đâu quý vị. Cái đại dịch COVID-19 này có vẻ là làm cho cuộc sống nó rất là chậm, kinh tế rất là xuống luôn đó. Giá hàng hóa thì cũng tăng và nhiều gia đình khó khăn á, không thể nào mua được thức ăn để cho ngày Thanksgiving luôn, phải có những cái hội hội như là
hội này hỗ trợ hội kia, giúp đỡ những cái người nghèo đó, mua đồ ăn để chuẩn bị cho ngày Thanksgiving đây. Ngay cả trường học của con mình cũng vậy, cái hội phụ huynh học sinh đó cũng lên tiếng làm giúp đỡ những cái gia đình mà khó khăn đó, người ta không thể nào mua được cái buổi ăn, sắm sửa buổi ăn cho buổi tiệc Thanksgiving cuối năm đó, và mình cũng góp một phần vào cái quỹ đó để một phần đồ ăn góp cho hội phụ huynh và góp công sức nữa, rồi phát những cái đồ ăn đó cho những cái gia đình nghèo đó quý vị. Rất là thương luôn. Nói chung là cái thời buổi bây giờ thì giúp được nhiêu thì giúp thôi, vì lúc này rất là khó khăn. Mong là đại dịch sẽ qua mau và nỗi buồn cũng sẽ qua mau, giống như lời bài hát người ta hát là buồn làm chi em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu, ngỡ duyên mình bền lâu, ai ngờ lại xa cách nhau. Trăng treo trên mái đầu, tâm tư nên âu sầu, qua bao nhiêu dải dầu mà lại nỡ qua cầu sang ngang, buồn làm chi em ơi, hết duyên phận cũng lỡ làng, tiếc một đời sơ sát, ngỡ ngàng chuyện tình trái ngang, ai gieo bao phũ phàng cho hoa kia úa tàn, thương số khi bè bàng rồi cứ trách mình quá vội vàng, buồn làm chi em ơi, xót xa xin gửi lên trời, chờ ngày mưa thôi rơi mang nỗi sầu lìa xa, tâm với đời còn bao tương lai, lỡ sai vẫn kịp quay lại, dù thời gian phôi phai xin gói vào một tiếng thở dài, buồn làm chi em ơi, nắng mưa nào bởi do mình, tất cả là thiên ý nên tình đành phải dở dang, xin mang theo kỷ niệm thêm bao nỗi niềm, theo hoa rơi bên thềm và giữ mãi tận đáy con tim. Hy vọng những nỗi buồn và ám ảnh của đại dịch COVID-19 sẽ qua mau như một chiếc lá thu phai của bài hát. Về đây đứng ngồi, đường xa quá ngày, để lòng theo chút nắng bên ngoài. Mùa xuân quá vội, 10 năm tắm gội, giận mình ôi chiếc lá thu phai, người đâu mất người, đời tôi ngỗng dài, tự làm khô héo tôi đây, chiều hôm thân dày, ngồi ôm tóc dài, chậm chờn lau trắng trong tay, về thu xếp lại ngày trong nếp ngày, vội vàng thêm những lúc yêu người, cùng phong cảnh ngồi về bên núi đời, ngậm ngùi ôi đã cũng thương thầy, về đây đứng ngồi đường xa quá ngày, để lòng theo chút nắng bên ngoài. Mùa xuân quá vội, 10 năm tắm gội, giận mình ôi chín lá thu phai, nằm nghe giữa trời giòn vang tiếng cười, điệu kèn ai buốt trong tôi, mùi hương vắng người, một hôm nhớ lại hẹn ngày sao sẽ mua vui,
Mong là mùa thu buồn sẽ qua mau, và mong là đại dịch Covid sẽ qua mau, và những ảm đạm mùa thu cũng sẽ qua mau, dù mùa đông băng giá có tràn về và con người chúng ta sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn và sẽ vượt qua những khó khăn để đi tới mùa xuân tốt đẹp hơn. Có thể không khí mùa thu thật là ẩm đạm nhưng nó rất bình yên và mang cho chúng ta nhiều tâm trạng và nhiều suy nghĩ. Sau mùa thu tàn thì đợi mùa đông giá lạnh lại ập tới và con người phải mạnh mẽ để đấu tranh những cái lạnh lẽo của mùa đông nữa quý vị. Và sau những cái gọi là vất vả chống chọi những lạnh giá của mùa đông thì mới đón chào cái mùa xuân tươi đẹp hoa thắm nữa. Giống như là cái chuyện thiên nhiên ý trời đây đó, mình đâu có quyết định được, nhưng mà con người chúng ta phải mạnh mẽ. Đây là cái khung cảnh của cái công viên tên là Westmoreland. Công viên Westmoreland này được xây dựng theo cái ý tưởng giống như là natural, làm giống xây kiểu giống như từ cái thiên nhiên vậy đó quý vị. Những cái hình cục đá leo trèo và những cái khúc cây để cho những con nít trượt, giống như kiểu như là thời xưa vậy đúng không quý vị? Phong cách của cái thành phố của mình là làm rất là để tự nhiên, cây cối, cây cảnh, everything là nature vậy đó quý vị. Quý vị thấy công viên mình dẫn con mình đi chơi hôm nay có đẹp không? Người ta nói là đôi khi là có những cái nỗi buồn hay là những cái đơn giản mang mát buồn gì đó để lại cái vẻ đẹp rất rất là đẹp. Vì vậy khi đi dạo cái công viên này mình có những cái cảm xúc như thế này và muốn tâm sự cùng quý vị. Cảm ơn rất là nhiều quý vị đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ video của mình từ những ngày thành lập YouTube channel của mình đó cho tới bây giờ cũng là được cũng là hơn 5 tháng rồi đó. Cũng nhờ cả nhà thân thương đã ủng hộ cho nên mới có ngày hôm nay cùng mình vượt qua những khó khăn từ lúc ban đầu và cùng mình lắng nghe những tâm sự buồn nhất như là tâm sự buồn của đại dịch Covid-19 và cùng mình xem những video ghi lại những cảnh đẹp. Cảm ơn rất là nhiều luôn đó. Xin hãy dùng bàn tay thần thánh của quý vị nhấn nút like cho video của mình nha. Cảm ơn rất là nhiều. Mong mọi người nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống.